ខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយជូនសាលាគេសាលាបណ្ដុះបញ្ញាសាលាគេឈ្មោះសាលាបណ្ដុះបញ្ញាហើយគេបានឲ្យកដោមកខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលទេបងប្អូនតោះខ្ញុំចាំមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើកដោនោះគឺជាអីគេនេះមើលដល់ខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺនេះនេះឃើញទេខ្ញុំធ្វើប្រធានបទធនធានមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាព tao vậy cái áo này anh đang tham miên say cái tê được không này quất mưa tụi ọc mà ọt khứng ọt đắng quất ọc này nhầm hai cái đầu hai cái chun xong spot mới đài ta vậy đây nhầm bình chất hơi sờ lánh cứ quạt áo sập hơi nhầm cứ rich people think thì cái đồ bọn áp miên hai nâng sập hơi một tiết cứ mê đặc nguồn bị phục lúc mà phải mưa rụt ô con tràn xâm rạp sắp hơi mùi nì nhóm bình chất mẹn tên nhóm bình chất châm xa lạnh ô con có đang thật nhóm cho chất an sắp hơi nhưng chẳng có ai sắp hơi thôi chỉ cái đầu chung nhóm ô con